Hôm nay em làm video này để giới thiệu với mọi người về sản phẩm mới sẽ ra mắt tháng 12 của bên em, mẫu màn khung 4 góc. Hiện tại các mẫu màn khung 4 góc trên thị trường thì rất nặng, cồng kềnh, chiều dài lên tới khoảng 2m2. Hiện tại bên em đã cải tiến để thu gọn lại kích cỡ của cả khung và màn, chỉ đóng gói gọn trong một hộp kích cỡ khoảng 60, 15, 25. Độ dài tối đa nó chỉ khoảng bằng một viên, hai viên gạch đá hoa thôi. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết với mọi người về cái bộ màn này gồm những gì nhé. Một màn, đây là chất liệu nhất của nó. Một bộ màn này sẽ có cái 4 gáy chân để cài dưới chân giường này, và 4 khớp góc. Bây giờ em sẽ lắp thử để mọi người xem nhé, lắp thử bên em đã đánh dấu riêng ấy, chia ra thành từng bó và đánh dấu riêng để dễ dàng hơn cho các bạn khi lắp ráp, và đánh số riêng nữa. C1 kích cỡ của một bộ khung 2m2 bây giờ sẽ được thu gọn lại chỉ còn 55 phân như thế này, rất dễ dàng, tiện lợi, tiết kiệm chi phí vận chuyển, gọn gàng, dễ giao cho khách hàng, rất chắc chắn, lắp ráp dễ dàng. Tại vì cái mẫu này chưa có xưởng màn nào làm được. Màn bên em cũng sử dụng là loại vải chất liệu cao cấp, mềm, mịn. Hiện tại số lượng sản phẩm mẫu của bên em không nhiều. Nếu đại lý nào quan tâm có thể liên hệ để bên em gửi sản phẩm về trước mày trước để quảng cáo cho khách hàng nhé. Trong tháng 12 này bên em sẽ sản xuất số lượng lớn để giao cho từng đại lý ạ.